Ngay sau khi thôn Phước Hưng Nam, xã Hòa Nhân có 2 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 huyện Hòa Vang đã ban hành quyết định cách ly y tế đối với 145 hộ dân với 572 nhân khẩu kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021. Hiện nay, các hộ dân trong khu vực cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm. Cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tăng cường giám sát, chốt chặn, đồng thời hỗ trợ lương thực thực phẩm, đảm bảo cuộc sống cho nhân dân. Ngoài việc thiết lập 3 chốt kiểm soát chính, phân công lực lượng chức năng trực gác 24/24 giờ, thì các đường ngang lối tắt giáp ranh với thôn Thái Lai, Ninh An đều thiết lập các chốt phụ với rào chắn kiên cố, kích hoạt tổ COVID-19 cộng đồng và triển khai ngay công tác hỗ trợ mua sắm và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho bà con trong khu vực cách ly tại thôn Phước Hưng Nam. Theo cái sự chỉ đạo của Ban Phòng chống dịch xã Hòa Nhân, thì lực lượng công an cùng với lại dân quân tự vệ là chốt chặn ở đây, là không cho người dân ra vô để đảm bảo cái tình hình là không để cho dịch phát tán ra phía bên ngoài. Những trường hợp mà bị bệnh này kia ốm đau thì sẽ thông báo cho y tế nắm cái danh sách rồi sau đó giải quyết theo cái chính sách. Trên thôn Phước Hưng Nam thì đang phong tỏa nên bởi vậy là ở khu vực này là cũng có anh em bà con của em trong đó. Nên em ở gần thì mấy bọn cần mua vịt thì em cũng phục vụ và bà con ở trong thôn để mọi người có thực phẩm cũng như là có những cái món ăn hàng ngày để mà tiêu dùng trong gia đình. Được biết, trong 2 ngày qua, từ nguồn kinh phí vận động các nhà hảo tâm và sự đóng góp của các ban ngành đoàn thể, xã Hòa Nhân duy trì 3 ngày một lần phiên chợ không đồng với tổng trị giá 7 triệu đồng, phục vụ nhu cầu ăn uống cho nhân dân. Khoa kiểm soát bệnh tật và HIVS, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang còn đến lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 định kỳ cho bà con trong khu cách ly.